Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi xuống đất mũi. Mình sẽ đi đất mũi, điểm cuối của tọa độ, điểm cuối của mốc của Việt Nam đó là đất mũi Cà Mau. Chúng ta sẽ đi xuống như đó để coi là từ Cần Thơ xuống đó phong cảnh có đẹp hay không. Mình cũng ở Cần Thơ nhưng mình chưa bao giờ mình đi xuống tận cái đất mũi ở dưới Cà Mau này. Nghe nói là ở dưới đấy hiện tại là du lịch cũng phát triển lắm. Chứ mình chỉ đến đường đến Trần Văn Thời thôi. Xuống dưới đó có mấy bạn mình học chung thì mình xuống đó mình chơi Trần Văn Thời ở Cà Mau, còn mình chưa đi đất mũi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiện thể chuyến công tác ở Cà Mau, ở ngã năm Sóc Trăng nè. Chúng ta sẽ đi đất mũi, từ ngã năm Sóc Trăng đến đất mũi khoảng 160 cây, trăm sáu mươi km. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát nha. Hiện tại là bây giờ khoảng 1:25 rồi, chiều á, 1:25 chiều. Chúng ta sẽ xuống đưa đón, nếu mà đi nhanh á thì khoảng 6 giờ hơn chúng ta tới. Chúng ta sẽ đi đến đó để đón hoàng hôn dưới đó nha, mặt trời lặn. Mình cũng chưa đi bao giờ nên xin mời các bạn đi đồng hành cùng mình nha. Rồi, xin cảm ơn. Bạn nha, hiện tại thì cái chợ đội ngã năm này nó không còn sung túc như ngày trước nữa rồi, chỉ còn một vài tàu ghe thôi. Sông bây giờ cũng chỉ còn chở cát là chính, trái cây nên chuyển từ ngoài, từ trong vườn ra ngoài là đều có xe chở hết. Trước lưu thông thường thì bằng kênh rạch, từ những kênh rạch nhỏ người ta đưa ra ngoài cho những thuyền lớn. Bây giờ thì toàn bộ giao thông người ta đều bằng đường bộ hết rồi, nên cái chợ nổi này là người ta không giảm lại, chỉ còn một những thuyền lớn thuyền ra đi chợ tiếp lên chỉ từ đây nên Cần Thơ gửi hàng hóa này kia thôi. Vận chuyển thủy thì nó vẫn rẻ hơn nhưng mà thời gian nó lâu hơn. Nó là một số cô chợ đỏ chợ Hoàng Ngang từ bên chợ, nó là bên chợ nha mọi người, qua bên kia sông.
bạn nha. Hiện tại chúng ta đang ở trên cái cây cầu Lâm Căn của thành phố Cà Mau. Từ đây đến đến đất mũi ở góc là 50 cây. Chúng ta đã đi được khoảng 110 cây rồi, khoảng 50 cây nữa là tới. Đây là cây cầu Lâm Căn nha các bạn. Năm là rưỡi thì chúng ta chạy kịp thôi các bạn, vừa kịp đón hàng một, đón năm cuối cùng. Con đường này chạy rất là đẹp, hai bên là toàn là tràm thôi các bạn, rất đẹp luôn. Xin chào các bạn nha. Hiện tại mình thấy phong cảnh ở đây nó đẹp, cực kỳ đẹp nha các bạn. Mình đi mình chưa thấy cái con đường nào mà nó đẹp như thế này. Hiện tại xe mình chạy là Sirius, chưa bao giờ mà chạy mà cảm thấy là an toàn như thế này. Tại vì nó quá hoang vắng các bạn ạ, không thấy một bóng người, chứ đừng nói đến công an các bạn. Mình có thể chạy đến 110 km/h, tuy là Sirius có 109 thôi. Các bạn thấy chạy con đường nó đẹp không? Vừa đường đẹp mà vừa hai bên phong cảnh rất là đẹp. Các bạn hãy đi và thử thưởng thức cái con đường này, cung đường khoảng 30 cây số thôi, từ đất mũi trở về nha. Rồi, xin chào các bạn.
kể cả những cua. Mình cảm thấy là con đường này rất là đẹp. Hai bên là rừng tràm xanh tươi. Xin các bạn thưởng thức nha. Cung đường từ Năm Căn đi Đất Mũi rất là đẹp. Đó, xin chào. Chúng ta đang ở Đất Mũi, cột mốc cuối cùng. Lúc nãy giờ mình chạy
trên 100 km/h đấy. Mình mới đến đây kịp. Bắt đầu mặt trời nó xuống. Chúng ta chạy từ Cà Mau, từ thành phố Cà Mau xuống đây khoảng 80 cây. Cây thì mình đi khoảng 1,5 tiếng, chạy nhanh. Nếu mà bắn tốc độ chắc chưa nơi bị công an bắn tốc độ chắc tỏi. Vé vào cổng là 30.000 nha các bạn. Đó. Mặt trời đang xuống rồi. Đây có thấy mặt trời không? Đây. Đó. Cái mặt trời không? Hiện tại là vẫn còn rất là đông nhé. Đứng đây nhá. Các bạn thấy luôn con đường đi vào đất mũi rất là đẹp. Hai những cái cây tạo như những quả đồi. Như chúng ta đi leo đồi được không? Xem qua rồi, rừng vàng biển bạc. Rất là đông mọi người đang vẫn đang làm chụp hình. Máy không thể thấy mặt trời được. Chắc camera sau thấy được. Nó sẽ quay camera lại cho nó rõ nét nha các bạn. Vừa kịp chạy hơi nhanh. Do còn rất nhiều điểm đến nên chúng ta sẽ đi nhanh thôi nhá. Đây, con mốc đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, 2,436 km. Còn rất là nhiều các điểm tham quan đấy các bạn, nên chúng ta đi nhanh, không là không kịp. Để chúng ta sẽ đi xuống dưới đây trước đi. Tối mất rồi. Nhớ là vào tiệm tham quan này là 30.000. 30.000. Hôm nay là mình đi, nên là đi một vòng coi là cho nó biết thôi. Các bạn đến tham quan thì đi từ sáng. Sáng thì chúng ta mới thưởng thức rồi ẩm thực, ăn cá rồi hải sản ở đây thì mới biết được cái hương vị của cái biển miền Tây này như thế nào. Ở dưới những cái rừng tràm này rất nhiều những hải sản, cá biển, tôm, cua. Những cái khu con đường lúc nãy chúng ta chạy thẳng ở đây là nó ở dưới là hai bên là gia đình người ta quản lý hết các bạn. Phần từng khu một để cho từng gia đình quản lý. Người ta trồng rừng, khai thác rừng và nuôi tôm cho những cái rãnh này. Ai có điều kiện này bảo
nhà hàng. Sợ đi nhanh nhá, không không. Anh ấy cột bốc ở đằng này đúng không? Bên đây à? Ờ à, rồi rồi ạ. Rồi. Con cảm ơn nhá. À, chúng ta sẽ đi bên đây. Bên đó là mũi tàu. Đó là điểm cuối cùng. Cột mốc của vẫn chỉ cuối cùng. À đây có điểm hướng dẫn đây. Đây wifi miễn phí à. Miễn phí ốc xanh giờ này vẫn còn rất là đông khách tham quan nha các bạn. Mốc tọa độ quốc gia đất mũi Cà Mau, đất mũi Cà Mau kính chào quý khách. 30.000 một vé à. Kính chào quý khách nhưng mà 30.000 một vé. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên kia đây, chúng ta sẽ đi xuyên rừng đi.
xong rồi lấy mọc. Do mình bị lừa rồi. Xa quá. Đi phải chú ý nha các bạn. Nó vẫn cứ tóm lấy xong cái là làm cám luôn. Chúng ta xuống đây là khoảng 5 giờ nhé. Chúng ta tham quan thì mới kịp nữa các bạn. Thấp nhất là 5 giờ ta mới đi hết được, bình tĩnh rồi tham quan các thứ rồi mua quà lưu niệm chụp hình, chứ không như mình đi lại xuống đây 5:30 là muộn mất rồi nha. Chúng ta căn thời gian nó khoảng, nếu mà chúng ta đi theo đoàn á nó phải 2 tiếng từ Cà Mau á, 2 tiếng xuống đây hơn 80 cây các bạn. Mình đi thì rồi mình đi xe máy, mình chạy nhanh đi qua mình nha. Đông rất đông khách. Nãy chúng ta thấy xe vào á, thấy xe ô tô 16 chỗ đi ra rất là nhiều các bạn. Tại vì gần tầm đó là người ta về là được không? Người ta về Cà Mau hoặc là người ta đi thẳng về Sài Gòn. Đây về Sài Gòn cũng khoảng 7 tiếng, 6 tiếng. Nguy hiểm nha các bạn. Sạch một cái tóm. Mẹ nhìn không ra luôn. Chúng ta vẫn còn kịp nha các bạn. Đi bị lửa. Bị lửa nhưng vẫn còn kịp. Chụp hình. Độ 37 37 30 vĩ độ bắc, 1443 kinh độ đông. Cà Mau siêu đẹp luôn các bạn. Hoa tuyệt vời, tuyệt vời ở mặt trời. Chúng ta nên đi sớm hơn một chút. Bây giờ về là chúng ta muộn đây lắm. Thờ Âu Cơ, Lạc Long Quân. 50 xuống biển, 50 lên lon đấy các bạn. Lạc Long Quân. Đây, trứng này.
trời là chúng ta không nhìn thấy được. Đây, mặt mình nhá. Thank you.
đi thấy cũng đau đu. Bây giờ mình đi là thấy cũng hơi ọt ọt cái ốc các bạn. Trời thì tối không một bóng chưa rồi. Rất là tối. Xe buổi tối rất là nguy hiểm. Đi cả tiếng đồng hồ mới có chiếc xe. Đúng một tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe các bạn. Kinh khủng. Đúng rồi. Xa nhất của tổ quốc. Rồi chúng ta chạy xe nha các bạn. Chúng ta đi nha. Bàn tay em nắng mát anh su ngàn năm.
Xin chào các bạn nha. Đây là khung cảnh hồ quán cà phê Cá Coi ở Cần Thơ, ở Cà Mau nữa bạn. Ở đây là rất phù hợp với các bạn và gia đình đến uống cà phê và coi những chú cá tung tăng nhảy trong dưới nước. Cá rất là nhiều màu nha các bạn. Ở đây chúng ta có thể mua cái một chai thức ăn cho cá ăn và dẫn dụ nó đến chỗ của mình ngồi để uống cà phê. Rất là đẹp. Chúng ta có thể ngồi xung quanh hồ hoặc có thể vào giữa hồ. Đấy, các bạn thấy đó, có thiết kế là ngồi giữa hồ nữa các bạn, ngay sát con cá luôn. Chúc các bạn uống cà phê vui vẻ. Đây là khung cảnh ở từ trên tầng 2 nhìn xuống. Ở đây đã có 3 tầng. Chúng ta tầng dưới nè, tầng mặt đất đó, tầng 1 và tầng 2. Chúng ta lên tầng 2. Nhưng tầng 2 thì lại không nhìn thấy cá nhiều các bạn. Chúng ta nên ngồi trực tiếp trong những cái ô đó. Những cái ô rất là tuyệt vời các bạn. Những cái ô mà các bạn đang ngồi thấy không bạn? Rất là đẹp. Rồi, xin chào các bạn nha. Giờ chúng ta sẽ qua vườn cò giữa trung tâm thành phố Cà Mau. Xin mời các bạn. Đây là khu tưởng niệm Hồ Chí Minh nha các bạn, thành phố Cà Mau. Đây là sơ đồ tham quan khu tưởng niệm Bác Hồ nha. Và chú ý là ở đây có nơi dâng hoa này, nhà sàn Bác Hồ 11, vườn chim thành phố này, nhà trưng bày này. Đây là toàn bộ khung cảnh ao cá Bác Hồ nha các bạn. Ao cá này không có cá các bạn. Thường thì những khu này thì hiện tại là nhìn này không thu hút được ít lượng du khách đến nha các bạn. Mình mới vào mình hỏi là vườn chim giữa lòng thành phố, nhưng mà không được mở cửa tham quan các bạn, chắc bây giờ hết chim.
thành phố giờ phát triển quá, chim sợ bay hết. Đây là nhà sàn nha các bạn. Dầm bụt, những bông hoa dầm bụt. Chúng ta sẽ vào thăm cái nhà, ngôi nhà sàn này. Không được vào trong. Nhưng ở ngoài Hà Nội thì có cái làm một cầu thang riêng để có thể để tham quan được. Đây. 19 tháng 5 năm 1945. Không được đi được. Đây là khu để dựng lại cho người tham quan thôi. Nhưng mà muốn tham quan nhà sàn Bác Hồ thì chỉ có Hà Nội thôi. Một cột cũng Hà Nội. Nè các bạn, này cái cầu. Cúc tre Sơn Đình. Chúng ta đi hết thôi, trong công viên thì có những đường. Đây đang đổ đá, chắc là đá này để đi xe cho nó dễ các bạn. Xe điện đấy các bạn. Xe điện tham quan cho nó dễ. Mình thấy kia có một cái ngôi chùa, khu tưởng niệm gì rồi. Chàm chim đóng cửa các bạn. Hết. Không thấy con chim nào. Không gian ở đây cũng đẹp các bạn. Cái này mà có một số quán cà phê thì chắc sẽ có nhiều bạn trẻ lên đây chơi hơn. Bầu hồ lô. Mình tính vào để coi chim nhưng mà chú nói là không được vào các bạn ạ. Chim cò vạc các loại. Công viên rất là rộng. Bông hướng dương. Bông hướng dương này già rồi các bạn. Tăng có hạt đen. Hạt hướng dương. Đây là đền thờ Bác Hồ.
Bác nhớ miền Nam nồi nhớ nhà, miền Nam mong bác nồi mong cha. Trong cái con bia kia là di tích di tích cái gì quên mất rồi, di chúc Hồ Chủ tịch, hiện lại di chúc của người. Đây là bảo tàng tỉnh Cà Mau, chẳng có cái gì không. Trong bảo tàng đang xây dựng nha các bạn, xây dựng thì người ta không cho vào. Giữ nó lại và thu hút những chú cò mới này để sinh sống. Nó thấy là nếu các bạn nó đuổi nó không bay được các bạn. Đây, giới thiệu về vườn chim hình thành từ năm 95 đến 96. Dẫn dụ nhiều loại chim về, có thể là tháng 10, tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 để sinh sản, cao điểm là 7-8.000 con, trong có các cổng cọc khoảng 1.000 con, cổng cọc 1.000 con, chim bạc má 2.000 con, chim vạc, chim điền điện, ngoài ra có một số cái chim diệc, diệc xám, chim trích. Trong vườn chim thì nó nói chung là do ít kinh phí nên dẫn dụ chim về nó không có được, chim rất ít các bạn. Nhưng mà giữa thành phố này thì khó, nếu phải chỗ nào mà nhiều thức ăn thiên nhiên hoang dã thì gọi là không về được. Đó là của các chuyên gia nha các bạn. Rồi chúng ta kết thúc ở đây nha. Vườn chim giữa lòng thành phố rất là ít chim, 7-8.000 con. Thường chắc khi nào bão thì nó mới bay về đây nữa. Bão nhà bên đó là khu chiếu phim nha các bạn, khu chiếu phim về tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh.
8.000 đấy các bạn. Được cái hồ nữa là tuyệt vời nhé. Hồ Bạch Thủy. Chúng ta đã thấy là đây là những bông hoa lục bình, hay gọi là ngoài Bắc gọi là bèo tây. Đó. Cái này là những lẩu lẩu mắm rất là ngon đấy các bạn. Rồi, kính chúc quý vị các bạn đi tham quan đất mũi thành phố Cà Mau và tham quan thành phố Cà Mau vị. Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video gần nhất. Xin trân trọng cảm ơn.